Mình xin chào quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay mình đang ở khu V-Ship. Mình thấy mấy cái cây trà loài nó Mỹ này rất đẹp. Đó, nó rất là mát. Đó, quý vị thấy không? Đó. Nè, cái này trái rất là nhiều. Thì bà quay cây trà loài, bà hớ cây trà loài. Bớ. Trà loài này con. Đây. Đây quý vị ơi, đây cây trà loài đây. Đó, nó rất là thấp. Mình có thể đứng ở đây mình hái được. Đó, để cho mình đứng lên mình hái trái đi. Nè quý vị ơi. Đó, đây. Cây trà loài ở Mỹ đây. Đó. Đây để mình cái mình ăn thử nha quý vị. Đây tới tháng 6 năm 9 nha. À. Đây các bạn, đây mình hái một trái mạng, cái này thì nó chín thì mang cái vỏ ngoài nó chín, mình thường thường nó màu đen. Đó, không biết cái đây là trà loài nó Mỹ là nó chín nó màu gì, nó màu vò hay là màu gì, nhưng mà ở trang ruột nó màu trắng hay vậy, ở trang ruột nó màu trắng nè, mình nó cho chót, nhưng mình ăn hậu có trang được. Khi mình lạ thấy cái chót ra rồi á. Đại cái chót ra đầu ra mình ăn đó, nên như dai dai, rất là chót nha. Đó, do có mũ nó chót, nhưng mình đại cái chót rồi mình ăn béo béo, dai dai rất ngon. Đó, rất ngon nha. Đây nó còn non quý vị, trái rất là nhiều, nó lớn hơn trà loà thường ở quê mình. Ở trái rất là nhiều nha quý vị. Rồi là trà loài nó Mỹ nha. Đây. Cây nào cũng qua trái hết. Cây nào cũng ra trái nha quý vị. Cây đây cũng ra trái quá trời nè. Rồi trái mà nó có rớt nó rụng ở dưới đất này nhiều lắm nè. Đó thấy không? Nó rụng xuống nè. Đó. Rất là nhiều. Đó, thấy không? Trời này nè. Ủa gì thấy không? Ồ, rất là nhiều cây. Mà cây nào cũng ra trái hết. Một cây rất đẹp. Ồ, cây trà loà này rất là lớn quý vị. Cây trà loà thì nó nhìn nhớ mình mới nhìn mình tưởng cây sơn tế và cây vọn tế. Đó, cây kiển, nhưng mà nó là cây trà loà nó Mỹ. Cái bữa nay nó chín nó hái ăn được rồi chị. Nãy hỏi anh kia trà loài nó Mỹ à, nếu mà nó chín nó màu đen rồi chị, màu vòn hả? À? Nè mình ăn cái hậu quá chăng cũng được nha. À cái hậu có ăn cái hậu quá chăng nó dai dai hả. À, cây này nó đoan là bạn nghe, cây kia trái nhiều nè quý vị, cây kia trái nhiều. Đó, cây đó mà đang nồ quý cái này à, cái khu này khu V-Ship này là trồng cây trà loài này rất là nhiều quý vị, mà vậy với nó phía đâu trong kia này là cây nó ra trái tới đọt luôn nhiều lắm. Họ thấy không? Đó, cây trà loài này nó chín nó màu vàng em quý vị. Ồ, rất đẹp. Giờ loài này rất là to nha. Đó, có cái nó rớt xuống này. Đó. Mình thích ăn này, cái dài vậy nè quý vị. Nhà nào cũng tư nước các cỏ làm tùm lum vậy hả chị? À trong công phu lắm nè.
nguyên cái công viên là công phu quá. Mình thấy rất là nhiều người như vậy, nhiều người là tưới nước nè, cắt cỏ nè, làm đủ thứ bây giờ. Công viên này cũng kinh phí mà làm cái công viên này cho nó sạch đẹp mà cây rồi nó gọn gàng vậy, tốn rất là nhiều tiền. Đó. Tụi với mình chia sẻ cái cây trà loại Nam Mỹ cho quý vị. Đó. Ở đây để tính ra sao để một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây. Ở đây khu này không là chín cây nha quý vị. Ấy bữa nó chín à, hết ở đây bón cái chai gì hết. Con sáu nó chín không? Nó chín nó ngộ không chị? Đó, chị đây chị lộn nhân viên ở đây nè quý vị. Đó. Cái loại trái tàu tàu quý mẹ. Nè. À, mấy kia cây kia thì nó hơi cao hơn quý vị, cây này hơi thấp thấp là dễ hái hơn, dễ hái hơn mấy cây cao kia. Ở đây nếu mà trèo lên cũng dễ nè quý vị, em thấy nó cứng lắm nè, trèo cũng dễ nè, thấy không, cây này nó to hả. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà hái thu hoạch cây trà loại này thì chúng ta phải dùng cái lưỡi liềm tìm cho giật thôi hả, chứ không có trèo lên trên được, trời cái lá nó cũng nhỏ. Một lá nó rất là dài, lá nó dài ra cỡ 2 mét mấy, nó gần 3 mét luôn. Theo mình nghĩ cũng cái hay, để coi thử từ trong ra ngoài gần 3 mét luôn quý vị, nó 3 mét luôn, nó rất là dài nha, thấy không? Đó. Rất là dài, rồi nó cái lá nó là nó co gai quý vị, thấy không, gái cái lá nó như cái gai vậy, à, phía trong nó ngán ngán hơn, à, rất là nhỏ bén, à, cái lá ngoài thì nó ít cái bén hơn, nhưng mà lá trong nó ngán là nó bén lắm quý vị, à, rất đẹp nha. Ở đây nó thấp hơn nè, thấy quý vị, không, ở đây này, đây mình quý vị thấy không, nó rất là cứng nha, rất là bén nha, mình bẻ không được luôn nha, mình đâm vô được không, thấy không quý vị, thấy không, họ thấy không, ồ nè đó không, cái lá nó rất là cứng nha, phía ngoài thì nó rất là mềm mại nhưng mà phía trong thì nó cứng, đây phía ngoài thì nó mềm mại này, nó không có cái gai ở ngoài, coi thử đó, đúng rồi, cái ngoài nó ra còn ra nhiều thì cái gai nó bị là rụng đi, còn cái phía cái trong á, thì nó còn gai, lá như lá dừa, nhìn mới tưởng như lá dừa vậy quý vị, y như sân tế vận tế cái kiện mình, cây nó to hơn cây là trà loà ở quê, ở quê mình thường thường ở mà bụi quý vị nó mập, cây trà loà rất là thấp, đó. Nó chỉ cao cả 1 mét thôi. Từ dưới gốc lên thôi, còn cây trà loại Nam Mỹ nè rất là cao quý vị. À, cây nó rất là to. À, quý vị thấy không? Rất là to. À, to hơn cây dừa luôn. To hơn cây dừa. À. Trái cũng nhiều hơn. Nhiều hơn cây trà loại của Việt Nam chúng ta. À, cây trà loại núi quý vị. Rất là đẹp nha. Trà loại thì nó cũng dễ trồng thôi. Thấy cây này dễ trồng mà nó đẹp nữa, mà nó coi cho thu hoạch cho trái nữa quý vị. Thì mình hái giờ trái nữa. À, quý vị ơi, mình tứng lên đây, mình hái ít nè. À, mình ăn, mang ở trang này dài dài rất là ngon nha quý vị. À. Ở đây nó rụng ở dưới rất là nhiều nè, quý vị thấy không? Đó, nó rụng nè. Đó, nó rụng rất là nhiều ở dưới cỏ này. Rất là đẹp quý vị.
mẫu cây thì nó đẹp, mà mẫu cây thì nó cái trái nó nằm kiểu cái chùm nó ra đó. Đó, có cây nhiều cây ít đó, nhưng mà đa số thì mình thấy rất là nhiều nha, trái rất là nhiều đó. Đó, hiện giờ nó chưa chín nha, chưa chín mà rất là nhiều buồn như vậy, rất là nhiều buồn trò loài như vậy đó. Rất là đẹp. Rồi mình xin chia sẻ video cho quý vị tới đây, mình xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã theo dõi cây già loa ở khu vi xếp cây già loa Nam Mỹ. Mình xuống dưới đây mình chơi rồi sáng mình thấy mình chia sẻ cho quý vị. Nếu quý vị thích ăn già loa hái ăn để biết cây già loa Nam Mỹ thì hãy tháng 6 với quý vị, tháng này là tháng 3 rồi, thì tháng 6 thì quý vị xuống thì sẽ có trò loa chúng ta ăn, chúng ta tập thể dục ở đây, chúng ta chơi ở đây thì cũng đã có trò loa hái ăn thôi, rất là nhiều. Khu này ngoài chỗ này là 9 cây, còn khu trong kia nữa là rất là nhiều cây nữa. Rồi video tới đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều.